Chính phu nhân của tướng quân luôn không được sủng ái, tổng quản đưa cho cô một chiếc váy ngủ, nói mặc nó lên có thể khiến đàn ông mê mệt, chỉ là áo ngủ có một nhược điểm là mùi quá nặng. Ban đêm chính phu nhân chịu đựng mùi lạ mặc chiếc áo lên. Tướng quân quả nhiên hứng thú, nhưng vì nhiều năm lần đầu được sủng ái, phu nhân lại lo lắng đến cau mày khiến tướng quân khó chịu. Lúc này tướng quân lại ngửi thấy mùi lạ, cảm thấy bị lừa để lại một câu không biết xấu hổ rồi bỏ đi. Tổng quản Kasuga biết chính phu nhân không làm được chuyện, chỉ có thể nghĩ cách khác. Lúc này nữ quan từng cùng tướng quân vào kinh nói với cô. Trên đường về tướng quân dừng chân ngắm một Niko rất lâu. Kasuga lập tức nghĩ ra kế, tặng quà cho ngôi chùa nữ Niko ở, để đáp lễ Niko đưa người tới phủ cảm ơn. Kasuga mời Niko ở lại mấy ngày, Niko khăng khăng lập tức trở về. Mấy lần lôi kéo thăm dò, Kasuga phát hiện Niko một lòng hướng Phật, chỉ mềm thôi không được. Vì thế sau khi Niko quay về chùa, Kasuga tặng rất nhiều vàng, chùa tưởng là tiền hương hỏa liền nhận lấy. Nhưng đến tối, Kasuga đích thân đưa binh sĩ tới, nói vàng là tiền mua thân. Niko bị cưỡng ép bắt về phủ, sắp xếp ở gác lửng hậu viện, chỉ đợi tóc cô dài ra sẽ nạp làm thiếp của tướng quân. Lúc này tướng quân không cảm kích nhận được văn thư của chùa, bảo Kasuga thả Niko. Kasuga không thả, nói mình đã chuẩn bị tốt để xuống địa ngục, nhưng tất cả đều là vì tướng quân. Tướng quân không nói lên lời, trong lòng vừa không đành lòng với Niko, vừa hy vọng chiếm làm của riêng. Lúc này anh bảo người thổi sáo đi theo mình. Đến gác lửng Niko bị giam thổi sáo, tiếng sáo du dương khiến Niko chuẩn bị tự sát, nhen nhóm lên hy vọng. Vô số ngày đêm, người thổi sáo luôn bên cạnh Niko, cách một cánh cửa sổ đóng chặt. Niko đêm đêm tâm sự với người thổi sáo, cuối cùng đến khi tóc dài tới eo, sáng hôm đó Niko phát hiện một thứ chớp sáng, cho rằng là Phật tổ hiển linh, xé ra mới phát hiện là một cây thập giá. Mọi vật đều là duyên, Niko tiện tay cầm lên. Kasuga đích thân tới trang điểm cho cô và đặt tên là Yuki. Tối đầu tiên tướng quân vì gặp mặt Yuki, Kasuga rất khó hiểu lẽ nào Yuki cũng không làm được việc. Tướng quân nói vốn tưởng Yuki sẽ rất hận mình, nhưng tối qua trong mắt cô, chỉ nhìn thấy sự trong veo không ghét không hận. Cô gái thuần khiết như vậy lần đầu anh gặp, Kasuga đương nhiên hiểu, miếng ngọc như vậy tướng quân vẫn không nỡ chạm khắc. Cùng lúc này, phu nhân Yuki đối với người thối sáo, thổi ra tiếng sáo an ủi linh hồn cô nhớ mãi không quên. Mấy ngày sau ở một bữa tiệc, Yuki lại nghe thấy tiếng sáo đó ngẩng đầu lên nhìn. Đây là lần đầu nhìn thấy gương mặt thật của người thổi sáo. Và thật là người có nỗi lòng, Kasuga cũng nhìn ra tình cảm giữa hai người. Buổi tối tình cảnh ban sáng, khiến Yuki nhớ đến những ngày sống ở gác lửng. Cô lấy ra cây thập giá đó, hôm sau đến tìm Kasuga, hỏi lai lịch cây thập giá. Kasuga đưa cô đến mật thất của gác lửng, bên trong nhốt một người phụ nữ. Đây là khi phủ bắt giết người theo đạo Thiên Chúa, gặp một người phụ nữ. Võ sĩ kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô nên quyết định dâng cho tướng quân, hy vọng cô có thể đả động được tâm không ham nữ sắc của tướng quân. Nhưng không ngờ cô định bỏ trốn ngã gãy chân, lại không có người nhà, chỉ có thể ở đây. Số phận bi thảm của người phụ nữ này đã khiến Yuki rất thương xót. Mấy hôm sau, chính phu nhân đã chuyển ra Oku mời Yuki xem kịch. Người thổi sáo Toku cũng ở đó. Yuki gọi Toku tới nói với anh, mình đã quyết định theo tướng quân rồi, chỉ có như vậy mới không có người phụ nữ nào phải trải qua số phận bi thảm nữa. Sau đó đưa cho Toku cây thập giá đó. Toku vừa nhìn liền ngạc nhiên, đây là của người chị anh luôn tìm kiếm. Từ đây hai người vì tín ngưỡng của mỗi người bắt đầu cuộc sống mới. Yuki tiếp nhận lâm hạnh của tướng quân, nhưng Yuki còn quá trẻ. Sau khi biết tướng quân không ghét phụ nữ, Kasuga lập tức gọi các võ sĩ có tiếng, cùng đưa ra một quyết định, tiếp tục tìm kiếm hậu cung cho tướng quân. Vì cha ruột của Yuki là người của triều đình Kyoto, nếu cô sinh được thế tử, chưa chắc đã lãnh đạo mộ phủ tiếp tục đối kháng triều đình. Rất nhanh Kasuga liền nhìn trúng một cô gái trên chợ. Sau khi thăm dò bà đích đến cửa hỏi thăm, số phận người bình thường thay đổi có thể trong chốc lát. Cô gái nghèo khó này lúc này vẫn chưa ý thức được, không xa có một cặp mắt phú quý đang nhìn cô chằm chằm. Mấy hôm sau một chiếc kiệu lộng lẫy dừng ở ngoài khu ổ chuột nhà cô ở. Trên kiệu bước xuống là tổng quản Oku Kasuga phu nhân. Bà tới căn nhà chật hẹp của cô gái, hy vọng cô có thể thành thiếp của tướng quân, đến lúc đó có thể hưởng vinh hoa phú quý. Mẹ cô gái sửng sốt với chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này. Lúc này phu nhân Kasuga cũng đề xuất điều kiện, trở thành hậu cung của tướng quân thì phải chia tay người nhà, không thể rời khỏi Oku nữa. Cô gái rất lo âu, quay đầu nhìn người anh trai thất bại, còn có người bà bị bệnh nặng không được uống thuốc. Cô gọi Kasuga đang định đi lại, nói nếu mình vào Oku, anh trai có phải được làm quan không, người bà cũng được uống thuốc, chỉ cần Kasuga đảm bảo gia đình sa sút có thể vùng lên lại, cô sẽ xả thân vì mọi người. Kasuga vui mừng khôn xiết, đối với mộ phủ có tiền có quyền mà nói, có thể bàn điều kiện chính là không có điều kiện. Mang theo tin tốt là Kasuga về đến mộ phủ, vì đã có người thay thế, bà liền không còn dung túng cho phu nhân Yuki như trước đó nữa. Do phu nhân Yuki đến từ Kyoto xa hoa, nữ quan Oku đều tranh nhau bắt chước trang phục tinh xảo của Yuki. Đây là điều đầu tiên Kasuga cần chỉnh đốn. Bà cảnh cáo Yuki vì cách ăn mặc lộng lẫy của cô đã mất đi truyền thống giản dị của gia tộc võ sĩ, hy vọng cô đừng làm tấm gương xấu trước mặt người làm. Yuki tỏ ý tiếp nhận. Sau đó Kasuga lại bắt đầu chỉnh đốn nữ quan,
yêu cầu họ giữ gìn truyền thống giản dị của nhà Võ, nghiêm cấm mọi người đua nhau phung phí, để trừng phạt một năm chỉ cho phép mua thêm một bộ kimono. Hành động giải quyết dứt khoát này liền khiến người của Yuki trở nên tức giận. Nhưng không ngờ, sau khi Yuki nhận được ban thưởng mới của tướng quân, lấy đồ ban tặng chưa từng dùng trước đây làm thành áo mới tặng lại cho các nữ quan, tuy là tốt bụng nhưng lại như đánh vào mặt Kasuga. Kasuga lại tìm đến Yuki. Yuki giải thích rằng đây không làm trái với truyền thống giản dị nhà Võ, vì những thứ này đều là tôi không dùng tặng lại cho nữ quan. Khiến họ vui vẻ cũng không có gì không ổn. Chính tấm lòng Bồ Tát này khiến Kasuga không vui. Bà nói rõ với Yuki, tổng quản của Oku này là tôi không phải cô. Bất kể thứ gì chưa được tôi cho phép, không được chuyển đi đâu. Yuki chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Trước khi đi, Kasuga nói với cô, xem ra thật sự phải tìm chị em cho cô rồi. Yuki lập tức hiểu đây là sắp có thiếp mới tới, nhưng cô vẫn phải xác nhận lại với Kasuga. Kasuga chỉ nói hy vọng cô rộng lượng rồi rời đi. Yuki sững sờ tại chỗ, vốn tưởng mình có thể kết thúc sự bất hạnh của phụ nữ gả vào Oku. Xem ra vẫn là mình quá non. Kasuga lập tức mang theo bánh vàng, đến nhà cô gái nghèo khổ, và đổi tên cho cô thành Fuji. Đối với điều kiện trước đây của cô đồng ý toàn bộ, Fuji cũng đồng ý sẽ tuân thủ quy tắc của Oku. Bàn xong tất cả, khi Kasuga đi ra, lại bị một bà cô đứng quanh xem dẫn đến bên cạnh. Hóa ra đây là sắp xếp của cô gái tên Mako này. Nghe tin Fuji một bước lên mây, cô hỏi Kasuga mình thì sao? Mình không có người nhà phiền toái, không cần vàng nói đi là đi. Kasuga che mặt cười thật là ngốc nghếch đáng yêu. Bà nói làm thiếp tuy không có yêu cầu xuất thân, nhưng cũng phải là thục nữ trắng trẻo xinh đẹp. Mako cũng không chịu thua, bắt đầu trực tiếp cởi quần áo. Nói mình so với Fuji, ngoại trừ da hơi đen chút, còn lại không kém cô ta chút nào.